Nữ diễn viên Quỳnh Lương đến với người ấy là ai với tên thật của mình Lương Thị Mai Quỳnh. Cô quê ở Phú Thọ, sinh năm 1995 và có con ở tuổi 18. Hiện Quỳnh Lương là mẹ đơn thân của cậu con trai này đã 9 tuổi. Thông tin Quỳnh Lương là nhân vật đi tìm tình yêu trong tập 6 người ấy là ai khiến nhiều khán giả tò mò, nhất là những chia sẻ câu chuyện tình yêu của người mẹ đơn thân từ chính ví dụ của cô. Sau 2 ngày đưa lên YouTube Chiếc đoạn tập này đã đạt đến hơn 276.000 lượt người xem và hơn 220 ý kiến. Trong đó, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng cảm với Quỳnh Lương và hy vọng cô tự tin mạnh mẽ để tìm được tình yêu của đời mình. Quỳnh Lương hiện là người mẫu, tham gia trong nhiều MV của ca sĩ và cũng đang kinh doanh. Thời gian gần đây, cô lại bén duyên với nghề diễn qua vai nhỏ trong phim Lối nhỏ vào đời, Gara Hạnh Phúc, Đừng Làm Mẹ Cáo. Xinh đẹp, tài năng, nhưng cuộc sống của Quỳnh Lương trải qua nhiều biến cố trong trơ lơ trích đoạn tập này cô nói với mỗi độ tuổi mục tiêu tình yêu khác nhau người ta có theo đuổi mình hay không thì do mình có mở lòng hay không nữa trong tất cả những điều có trong cuộc sống tôi chưa có tình yêu lý do quỳnh lương giải thích tôi không tự tin ngoài người bạn nhỏ con quỳnh lương tôi còn có gia đình với điều kiện không tốt lắm tôi chưa đủ khả năng chăm sóc gia đình thì chưa đủ tự tin để bên cạnh một người đón nhận và trao tình yêu cho họ mình không thể đến với một người mà mình bắt họ hoàn toàn chăm sóc cho mình được. Quỳnh Lương tự nhận cuộc hôn nhân đầu tiên đến khi còn quá trẻ, quá vội vã nên nhanh chóng kết thúc.